thế rồi thì kênh YouTube, rồi ok, kênh YouTube thì chúng ta sản xuất video gì, bao nhiêu tuần một lần, và cái nội dung của video đấy thì chúng ta cũng chuẩn bị trước hết luôn, đúng không ạ? Đấy. Website thương mại điện tử thì chúng ta đã ký hợp đồng hay chưa? Nếu ký rồi thì chúng ta sẽ phải làm gì để làm sao mà bán được hàng? Chúng ta kiểm tra các đơn hàng, tránh các trường hợp hết sai, hết số vân vân, hết sản phẩm vân vân, đúng không ạ? Thế rồi tiếp tục fanpage thì chúng ta làm gì? Chúng ta cứ liệt kê hết ra, mỗi ngày 3 bài post, mỗi bài post post vào giờ nào, duyệt nội dung ra sao, mỗi một bài post thì có bao nhiêu người xem, chúng ta phải liệt kê các KPI ra. Một tuần thì tăng thêm bao nhiêu like, đấy, mỗi bài có tối thiểu ví dụ 3.000 tiếp cận, 5 share, ví dụ thế. Cái con số này các bạn điều chỉnh theo cái phù hợp của riêng mình nhé. Đấy, mỗi bài bán hàng tối thiểu 3 đơn, ví dụ như là phát sinh được đơn hàng đấy, thì cái việc chăm sóc fanpage thì các bạn cũng cần phải phát sinh những đơn hàng. Inbox cần phải trả lời trong vòng bao nhiêu phút, ví dụ như là 30 phút hay là 20 phút các bạn phải quy định. Rồi trả lời thì phải chốt được đơn, sau khi trả lời xong thì phải lấy được data. Lấy được data đấy thì để mình chuyển vào cái phần mềm CRM của công ty, để từ đó mình theo sale, mình gửi email, mình inbox, mình chăm sóc khách hàng. Mình có thể chạy quảng cáo và tối ưu quảng cáo. Thì cái việc mà chạy quảng cáo và tối ưu quảng cáo thì như tôi đã nói, các bạn sẽ học thêm chương trình Facebook Marketing by Phan Anh của tôi, cũng khoảng 90 video rất là chi tiết. Email Marketing thì tôi có một cái khóa học Email Marketing by Phan Anh cũng khoảng 25 video gì đó. Sale web thì tôi cũng có một cái khóa học sale cơ bản cũng khoảng 25 video gì đó, các bạn phải học chi tiết hơn, được chưa? Đấy, phát triển profile, phát triển group như thế nào? Đây thì mỗi một cái group tôi cũng đưa ra các KPI. Đối với cái kế hoạch hành động thì các bạn phải nhớ rằng là cái quan trọng nhất đó chính là cái KPI chi tiết. Đấy, ví dụ như là tôi đưa ra là thêm 70 thành viên mới mỗi tuần, post mỗi ngày 2 bài và 7 bài trên tuần, ít nhất là mỗi một đơn hàng trên group một ngày, phát triển content làm sao mà để hấp dẫn bằng các cái mini game, các quà tặng, các voucher. Đấy, tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4 tặng cái gì, tôi đã đưa ra hết chương trình ở đây rồi, các bạn chỉ việc làm theo thôi. Còn khi làm theo nó có thể sẽ không hay, không đúng thì cái chuyện đó ta tính tiếp, ta sẽ phải điều chỉnh. Ví dụ tháng 1 kế hoạch của ta lập ra như này, đạt được hay không đạt được, đạt được bao nhiêu phần trăm, thì tháng 2, tháng 3 ta sẽ điều chỉnh. Ta có thể điều chỉnh tăng, điều chỉnh giữ nguyên hoặc điều chỉnh giảm. Nhưng ở đây ta đang nói là khi lập kế hoạch thì chúng ta phải tưởng tượng ra được hết các công việc mà chúng ta mong muốn để đạt được cái KPI về doanh số, KPI về công việc, đúng không ạ? Vâng. Đấy, ta có phát triển một cái profile của công ty, ta kết bạn bao nhiêu bạn trên tuần, post bao nhiêu bài trên tuần, chốt bao nhiêu đơn trên tuần, chúng ta cũng phải có cái KPI như vậy. Rồi, thế thì chúng ta làm các cái chương trình khuyến mại. Đấy, thì chúng ta có thể có các cái chương trình khuyến mại gì, bao nhiêu phần trăm, vân vân. Google AdWords chúng ta chạy những từ khóa gì, chạy bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng phân bổ vào đây. Tỷ lệ CTR bao nhiêu chúng ta kỳ vọng mong muốn là chúng ta cũng phân bổ vào đây. PR báo chí chúng ta có mua bài PR dịp Tết hay không, không mua thì thôi bỏ trống. Sự kiện thì chúng ta có làm sự kiện gì hay không, nếu không ta bỏ trống, đúng không ạ? Catalog chúng ta có sản xuất hay không. Trưng bày cửa hàng, chúng ta cũng có thể làm các chương trình trưng bày cửa hàng theo chủ đề Tết, Noel, vân vân. Tuyển dụng, đợt này ta có tuyển dụng hay không, kiểu kiểu như vậy. Đấy, thì các bạn có thể làm tháng 1, tháng 2 như vậy. Thế thì ta sẽ sang vào tháng 3 khác riêng hơn, đúng không ạ? Đấy, thì trong này ta cũng có thể thấy đây, cái kế hoạch doanh số mong muốn, các cái nguồn chúng ta cũng phân bổ ở đây, chi phí đây, các công việc cụ thể đây, bao gồm website chúng ta sẽ cập nhật hàng mẫu mới về, vân, sale web chúng ta sẽ làm gì, email marketing chúng ta sẽ làm gì, website thương mại điện tử chúng ta sẽ làm gì, YouTube chúng ta sẽ làm gì, fanpage chúng ta sẽ làm gì, group chúng ta sẽ làm gì, profile chúng ta sẽ làm gì, đúng không ạ? Khuyến mại ở đây thì tôi sẽ đưa ra từng tuần. Đấy, ví dụ tuần thứ nhất khuyến mại giảm 10% một sản phẩm, 20% hai sản phẩm, 30% 3 sản phẩm, áp dụng cho toàn hệ thống bán lẻ. Trong tháng 3 thì có tuần lễ quốc tế phụ nữ, thì ta sẽ làm tuần lễ quốc tế phụ nữ, đúng không ạ?
là giảm giá 30%, 50% gì đó. Và cái việc đó là do chúng ta quyết định và chúng ta đã tưởng tượng trước ra rồi, chứ không phải đến lúc đấy chúng ta mới bàn, đúng không ạ? Kế hoạch có nghĩa là chúng ta đã tưởng tượng hết 12 tháng trong năm, 4 quý trong năm, và từng tháng trong năm, từng tuần trong tháng, đúng không ạ? Thậm chí từng ngày trong tuần chúng ta tưởng tượng nó hết. Tuần 3 chúng ta làm gì? Khuyến mại. Tuần 4 chúng ta làm gì? Tuần 5 chúng ta khuyến mại làm gì? Đúng không ạ? Khuyến mại, chương trình khuyến mại của ta là combo như thế nào? Thanh lý ra sao? Đấy, thì tôi muốn nói là tôi có rất nhiều loại khuyến mại là vì vậy, đúng không ạ? Khuyến mại giảm giá, khuyến mại thanh lý, khuyến mại combo, khuyến mại sự kiện. Tôi có thể nói là vì trong mảng bán lẻ thì ta có thể chạy nhiều khuyến mại cùng một lúc. Đấy, cho nên là tôi đã tính hết cho chúng ta rồi. Phát live stream chúng ta cũng có thể thanh lý các mặt hàng. Đấy, rồi thì combo là chúng ta tạo set quần áo, giày, set quần áo, set giày quần, set áo quần, set quần áo phụ kiện, vân vân. Chúng ta có thể tạo ra các set combo như vậy. Combo là một cái cách rất là thông minh để các mọi người có thể bán được nhiều hàng trong cùng một lúc, để khách hàng người ta mua. Đấy, khuyến mại sự kiện, đúng không ạ? Giảm giá theo tên của khách hàng. Tuần lễ phụ nữ, tuần lễ mẹ đơn thân, giảm giá x% cho theo tuổi tác, đúng không ạ? Tôi nghĩ ra đây có rất là nhiều các cái chương trình khuyến mại ở đây, các bạn có thể nhìn thấy theo cái sự kiện mà tôi đã làm. Đấy. Rồi thì giảm giá theo trường học, ví dụ như con học trường VietSchool thì giảm giá 30%, 40%. Thì cái này là các ý tưởng các bạn sẽ lập ra. Được chưa ạ? Tôi đã lập kế hoạch trong một năm có 52 tuần là tôi làm sẵn luôn 52 chương trình khuyến mại của 52 tuần, thậm chí cả 100 chương trình khuyến mại luôn. Đấy, thì sau này các bạn cũng sẽ học thêm một cái khóa học về chiến lược ra tung các cái chương trình khuyến mại ra. Tôi sẽ có một cái series video như vậy để hướng dẫn mọi người. Đấy, ký với ngân hàng thì tôi đã ký bao nhiêu ngân hàng rồi. Thì còn bao nhiêu ngân hàng tôi chưa ký thì bây giờ các bạn rà soát, các bạn ký tiếp, được chưa ạ? Các bạn nhìn đấy, để có nhiều cái ngân hàng chúng ta sẽ phải ký tiếp. Chạy AdWords, chúng ta có đổi từ khóa hay không, chúng ta sẽ đánh giá hiệu suất. PR báo chí, đợt này thì tôi sẽ mua 2 bài. Chủ đề gì tôi đã có sẵn rồi. Sự kiện thì tôi dự kiến là ra một cái sự kiện gì đó ở đây. Đấy, thì tôi đã thiết kế rồi. Làm catalog để giới thiệu cho các cái đại lý bán buôn, đại lý ký gửi, các cái hoạt động marketing khác nếu có. Đấy, thì đây là một cái kế hoạch theo tháng và theo tuần, các bạn có thể chia nó nhỏ ra nữa, và trong cái kế hoạch này các bạn có thể chia nhỏ và chi tiết hơn nữa từng phòng ban của mình để các bạn làm được. Đấy, thì tương tự như thế thì các cái tháng tiếp theo thì tôi cũng đã làm sẵn ra đây rồi, thì các bạn sẽ xem thêm cái file này các bạn làm nhá. Vâng. Đấy, thì trên đây thì tôi trình bày với các bạn là một số những cái kinh nghiệm nho nhỏ của tôi để làm cái kế hoạch business marketing cho một năm, cho một doanh nghiệp, cho một dự án, hoặc là cho một đơn vị khởi nghiệp, hoặc là nếu mà các bạn làm kinh doanh thì các bạn cũng cần phải làm cho mình để các bạn tưởng tượng ra được. Và nếu các bạn là nhân viên thì các bạn cũng thấy rằng đây là một cái mẫu rất là tốt để các bạn tham khảo. Ok, thì với một mục đích là chia sẻ những kinh nghiệm ít ỏi của tôi cho cái quá trình làm kinh doanh và lập kế hoạch, thì tôi cũng xin được kết thúc cái phần trình bày về lập kế hoạch về chiến lược kinh doanh và marketing thực tế cho một năm, và cụ thể là tôi sẽ làm cho năm 2018, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Xin lưu ý một lần nữa, rất là cảm ơn các anh chị đã lắng nghe, đã xem video, và rất mong có thể giúp ích được các anh chị ít nhiều. Và nếu như các anh chị xem những cái file này nó giúp ích cho các anh chị, hoặc là các anh chị có cái trao đổi gì đó thì hãy liên hệ với tôi để trợ giúp. Và một lần cuối cùng xin được cảm ơn các anh chị rất rất nhiều vì đã theo dõi cái chương trình đào tạo này. Trong quá trình trình bày thì cũng không thể toát được hết các ý kiến cũng như là các cái kinh nghiệm, bởi vì mỗi một cái khóa học nó sẽ có một cái kinh nghiệm và mục tiêu riêng. Nhưng mà tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng là nếu các anh chị cần sự giúp đỡ của tôi thì hãy liên hệ với tôi để được trợ giúp, hoặc là thông qua các cái sàn, các website khóa học thì các bạn hãy liên hệ với tôi để được trợ giúp và trao đổi thêm. Tôi rất mong muốn là trò chuyện, trợ giúp, chia sẻ, học hỏi từ phía các anh chị. Và các cái biểu mẫu này thì nó không phải là các biểu mẫu mang tính tiêu chuẩn, chỉ là mang tính chất cá nhân của tôi thôi. Mọi người sử dụng nó như một cái phần tham khảo cho mình nếu mà thấy hữu ích. Còn nếu thấy không hữu ích thì hãy phát triển cái mẫu riêng của mình
sao cho nó tuyệt vời nhất có thể, được chưa ạ? Vâng, một lần nữa thì thay mặt cho những người làm chương trình, thay mặt cho chính tôi, xin được trân trọng cảm ơn các anh chị và xin chúc các anh chị một năm mới, xin chúc các anh chị một năm kinh doanh thành công rực rỡ, tài sản tăng gấp đôi, gấp ba lần hoặc nhiều hơn nữa, và cái quá trình kinh doanh của mình trở nên nhiều thuận lợi, và cái việc lập kế hoạch của mình sẽ có nhiều ý tưởng hay và sát sao với tình hình kinh doanh thực tế. Xin trân trọng cảm ơn và xin cảm ơn các anh chị rất 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 nhiều. Xin chào.